quyền nội y, văn hóa là một thành phố biên giới với tiếng tay của tỉnh Thanh Hóa. Trong những năm qua, từ sự quan tâm của Trung ương tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các ngày càng được nâng cao. Trên địa bàn huyện, cán bộ dân tộc anh em cùng sinh sống hòa thuận đoàn kết, đó là Thái, Mường, Kinh, Mông, Hoa. Trong những năm qua, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, các thầy cô luôn chú trọng đến việc giáo dục đạo đức lối sống, giữ gìn và phát huy những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc thông qua các hoạt động cụ thể như hội xuân sắc màu dân tộc, các hoạt động ngoại khóa chào mừng các ngày lễ Tết, cùng đi dung chuông vàng nhằm giảm thiểu nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đặc biệt vào năm 2020, trường chúng em đã tổ chức thành công chương trình truyền thông điểm về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình cho các bạn học sinh trong nhà trường. Sau các buổi truyền thông và các hoạt động ngoại khóa, các bạn học sinh đã thực sự có những thay đổi tích cực về cách ứng xử của bản thân đối với gia đình và xã hội. Đến những buổi thi tuyên truyền về giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 hôm nay, đội chúng tôi gồm 8 thành viên là cô giáo Hà Dự Phòng và các bạn học sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 8 lớp trong nhà trường. Với tinh thần giao lưu và học hỏi, đội chúng tôi sẽ mang đến hội thi thông điệp giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình Việt Nam, từ giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình thông qua các nguyên tắc ứng xử tư bản tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu. Rất mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Nhân cách của mỗi người được hình thành dưới sự phát triển và tác động từ rất nhiều các yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, nhân cách của bất kỳ ai cũng được hình thành và phát triển dưới sự tác động của các yếu tố: di truyền bẩm sinh, hoàn cảnh sống, giáo dục, hoạt động và yếu tố giao tiếp. Trong đó, nhà trường giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục nhân cách con người. Quan điểm chủ đạo, giáo dục đạo đức lối sống thông qua dạy chữ để dạy người. Đó là một khâu then chốt để phát triển nhân cách con người. Lúc sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến vấn đề giáo dục rèn luyện đạo đức cho thế hệ trẻ. Bác nói, có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Do vậy, bên cạnh giảng dạy cho chúng ta nhiều tri thức khoa học cần thiết, nhà trường còn dạy chúng ta cách đối nhân xử thế, cách để trở thành những người có đạo đức, trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Có thể nói, việc giáo dục đạo đức lối sống và hình thành nhân cách đạo đức của học sinh đang ngày càng được nhà trường quan tâm bằng việc tăng cường lồng ghép qua môn giáo dục công dân và các môn học khác. Nhà trường luôn chú trọng việc giáo dục và rèn luyện đạo đức cho học sinh, phấn đấu trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Điều này giúp các bậc phụ huynh, những người luôn tận dụng công việc của mình, ngày càng an tâm hơn khi con mình ngày ngày đến trường được dạy những điều hay, lẽ phải và những kỹ năng cần thiết để các con vững bước sau này. Kính thưa các quý vị đại biểu, ban giám khảo, quý thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Quan Hóa là cái nơi đào tạo cán bộ cho huyện nhà, một môi trường có bề dày truyền thống dạy và học, đa
giữa các thành viên, giữa ông bà, cha mẹ, con cháu trong gia đình. Thông qua các hoạt động này, các em học sinh đưa ra những kiến thức, kỹ năng, pháp luật về quyền công dân, và mỗi công dân được phát triển toàn diện hơn trong tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô và xã hội. Thông qua các buổi truyền thông, sinh hoạt ngoại khóa, tổ chức các trò chơi, sân khấu hóa, phát hành hàng ngon, đăng tải lên trang fanpage của nhà trường, phù hợp với năng lực của các em học sinh để chúng em có cơ hội gắn bó với nhau hơn. Nhà trường là một nguồn động lực để giúp các em phấn đấu trở thành những người công dân có ích. Có thể nói, nhà trường đang giáo dục và rèn luyện đạo đức cho học sinh của trong trường của chúng ta. Chúng em thật hạnh phúc khi mỗi buổi sáng đến trường, cảm thấy bầu trời đi xanh hơn, nụ cười của các bạn học sinh trở nên xinh đẹp, rạng rỡ hơn. Bởi vì chúng em đã thực sự tìm thấy giá trị của niềm hạnh phúc khi được các thầy cô, bạn bè quan tâm và giúp đỡ. Tất cả những điều đó góp phần tạo nên một môi trường giáo dục, trường học thân thiện, gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh. Là những người học sinh, chúng ta hãy cùng nhau trân trọng từng giây phút quý giá trong cuộc đời khi còn được ngồi dưới mái trường thân yêu này các bạn nhé. Phần thi hùng biện truyền thông của đơn vị quan hóa đã kết thúc. Cảm ơn.